Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Đại lý Phụ Kiện. Nay Đại lý Phụ Kiện gửi đến các bạn đó chính là chiếc cáp DVI có độ dài 1,5m theo máy của hãng Dell. Đây là sản phẩm theo máy của hãng màn hình Dell. Đầu cáp màu trắng với hai cục lọc chống nhiễu, chiều dài 1,5-1,8m, chuẩn DVI-D 218+1. Đây là dòng chuẩn DVI khá thông dụng cho các mỏng màn hình với chất lượng hình ảnh sắc nét, tốc độ truyền tải cực nhanh, hàng bảo hành 1 năm, 1-1 tại Đại lý Phụ Kiện số 72 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Với chất lượng đồng nguyên chất, đảm bảo tín hiệu luôn được truyền dẫn cũng như hạn chế được các tín hiệu suy hao, yếu, nhiễu, không giống như các dòng cáp giá rẻ hoặc nhái thương hiệu trên thị trường. Đây là dòng cáp theo màn hình, các bạn nhìn thấy trên dây đây có ghi các thông số kỹ thuật. Được độ ổn định tính truyền dẫn. Đây là chịu nhiệt 80 độ C, 30V. Chi tiết rất rõ ràng. Có mã là E246588 AVKM. Chiếc sản phẩm các bạn có thể tham khảo tại website www.đạilyphuken.com.vn, gọi chúng tôi số hotline 0944 730 44 để được tư vấn và hỗ trợ thêm về sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.